xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ trả lời một cái bình luận của một bạn. Bạn ấy bảo là mình đang học cả điện lạnh, điện tử, điện cơ, hy vọng sau này ổn. Thế thì uh, lời khuyên mình nhé, là các bạn nên uh, chọn một trong ba cái món này thôi. Thay vì chọn nhiều món thì các bạn chọn một món thôi và làm thật tốt một cái món đó, thì nó sẽ nhiều việc và lượng việc sẽ ổn định. Thế thì tại sao mình lại nói như vậy? thì uh, mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của mình nhé ngày xưa ấy thì mình ở quán cũ ấy, mình làm rất nhiều món các bạn ạ. trong đấy có điện tử này điện lạnh này điện cơ này đấy, và mỗi thứ mình làm một tí thậm chí là điện công nghiệp mình cũng lấn qua một chút đấy. thế thì uh, ngày xưa ấy thì mình mở quán ra một cái mở mắt ra một cái là có ngay 500.000 các bạn 500.000 tức là rất là nhiều cứ mình mở mở quán một cái là có khách hàng người ta xếp dài ngoài cửa rồi và trung bình ấy một tháng ấy thì nếu mà 500 thì các bạn tính nó sẽ rơi tầm khoảng 15 triệu 15 triệu là nhẹ nhàng đấy đó Tuy nhiên đấy thì ngày nào làm mình làm cao lắm ấy cao lắm ấy cũng chỉ được khoảng độ 700.000 các bạn 700 đến 800.000 còn đến ngày nào mà làm một triệu là cực kỳ hiếm các bạn bởi vì sao bởi vì là những cái sản phẩm như là điện điện tử như là tivi mình không nói nha cái điện tử nó nhiều lắm nó có gồm có âm ly loa đài các kiểu rất nhiều nhưng những cái âm ly các bạn cứ sửa đi các bạn cứ tính nha đó lấy được trăm rưỡi thành công các bạn mất bao nhiêu thời gian linh kiện bỏ vào nữa rồi bên điện cơ điện cơ điện nhân dụng như quạt điện chẳng hạn nó, bây giờ các bạn thay cái trục bạc cũng hết 30 phút 30 phút các bạn làm được 30.000 nghìn Đấy, thế thì trừ đi tiền linh kiện thì mất hạ mất 10 000 rồi. Các bạn cũng chỉ kiếm được 20 000 thôi. Các bạn cứ thử tính còn bo điều hòa ngày xưa mình làm ấy. Bo cơ nha mono ấy, mình chỉ lấy được 50 000 đến 60 000 một bo thôi. Đấy. Thì 10 bo thì các bạn cũng chỉ kiếm được khoảng độ 5 600 000 Đấy là 10 bo nhá. Mà một ngày các bạn làm ấy thì à, nếu mà các bạn làm được khoảng 1 triệu ấy một ngày thì chắc là cái lượng việc nó phải khủng khiếp cỡ nào. Và về khi còn không có ăn được cơm Đấy, Tổn hại sức khỏe các kiểu Rồi cái tiền này các bạn đầu tư Cho đồ nghề để làm rất nhiều món như vậy Nó rất là nhiều tiền nha Tiện cơm một chút thì chúng ta cũng phải đầu tư Để đồ để làm cho trục quạt các thứ này Đấy, Làm nồi cơm này Rồi làm cho những cái máy mắt cắt máy mài Rồi bên điện tử thì các bạn đầu tư Làm cho đồ điện tử Bên điện lạnh thì các bạn đầu tư đồ điện lạnh Nó Rất là tốn luôn nha Đấy. Còn nếu như các bạn làm độc tivi không ấy thì nó sẽ chỉ đầu tư đồ cho tivi thôi hoặc các bạn đầu tư cho điện cơ chỉ đầu tư đồ điện cơ thôi. Thế thì ngày xưa trong quá trình mình làm ở quán dưới ấy, thì mình thấy thế này, mình để ý thấy này, đó là một tháng ấy, mình nhận được khoảng độ tầm hai đến ba con tivi các bạn, hai ba tivi trong một tháng nha. Còn âm ly các thứ này cũng thế, cứ mỗi thứ mình nhận được một chút, mỗi thứ nhận một chút. Thế thì uh, uh, sau khi mà uh, mình uh, có sự góp ý của gia đình này Rồi của bạn bè ấy thì mình quyết tâm là mình chuyển sang làm một mạng thôi các bạn Làm một mạng thôi Thế thì uh, sau khi mình làm một mạng ấy thì mình thuê ra một cái chỗ to hơn To hơn Và um, mình không nhận một cái gì khác ngoài TV Thì mình thấy là trung bình một ngày mình có khoảng độ 5-6 con TV các bạn Tầm đấy Có những ngày thì nó ít thấp hơn Đó. Tức là đồ điện tử thì không nói trước được thế thì khi mình nhận được như vậy thì mình thấy là các bạn để ý này nếu mà nhận một cái tại sao mà ngày xưa mình ở quán cũ thì mình cả tháng mình mới nhận được khoảng độ vài con nữa trong khi lên quán mới mình lại nhận được nhiều như vậy thì các bạn thử đặt trường hợp mình là khách hàng thì các bạn sẽ cảm nhận được bây giờ các bạn có một con tivi như con tivi các bạn khoảng độ tầm triệu triệu rưỡi thôi đó thì nó hỏng thì các bạn cũng chỉ tìm cái chỗ nào nó bình dân để sửa các bạn bình dân thôi nhưng mà các bạn có một con tivi bây giờ các bạn làm cũng vất vả đó mãi mới mua con tivi khoảng độ bộ ba bốn triệu thì các bạn đi sửa các bạn cũng phải là chọn một cái cửa hàng nào nó uy tín thì các bạn vào đúng không thứ, thứ nhất thì tiêu chí là phải to này đó, to đẹp cái thứ hai là cái cửa hàng đấy này gì ạ? nó phải nhiều cái sản phẩm như vậy bây giờ vào một cái cửa hàng mà có cả máy cắt máy bơm mất thứ thì ai dám giao con tivi mấy chục triệu vào cho sửa đúng không đó. Thế thì cái tiêu chí đó là gì ạ? Cửa hàng phải to đẹp đó, và chuyên một cái mạng nào đó người ta mới mang vào thì đâm ra là ngày xưa mình ở cái quán dưới ấy, mình đang bị mắc vào một cái bẫy đây gọi là bẫy thu nhập trung bình mặc dù việc, việc rất nhiều luôn nhưng mà thu nhập rất là thấp thấp luôn nhưng không phải trung bình đâu nhé bởi vì các bạn so với công nhân đi họ công nhân một tháng bây giờ cũng phải tập tầm 12 13 triệu nhẹ tinh đầu bởi vì sao họ làm xong một cái là cơm thì công ty nuôi đó công ty nuôi về một cái là coi như là đi ngủ chả mất cái gì sức khỏe thì có đóng bảo hiểm các kiểu trong khi là làm cái này vừa hít khói trì này độc hại này đúng không rồi tiền thì thuê nhà này thuê nhà tháng cũng phải hết tầm hai ba triệu rồi Đấy. rồi thêm cái gì thuê nhà rồi tiền điện nước nó điện nước nữa nó không phải thêm tầm hai củ như hiện nay mình đang thuê là tầm hai củ hai củ tiền điện nước với tiền nhà là 3 triệu thành 5 triệu rồi là lật vặt nữa hơn 5 triệu ấy. Nên gọi 5 triệu đi này, thêm cái tiền thì ăn uống đó. ăn uống thì bây giờ không phải hết tầm 5 6 triệu một tháng thì không thể ít hơn được dĩ nhiên là cũng tùy theo cái mức sống của từng nơi nhưng mình ở quê mà đã như vậy rồi đó. tầm 5 6 triệu một tháng này chưa kể cỗ bàn các kiểu rồi thêm cái tiền mà mua linh kiện đó. làm thì phải mua chứ không thể nào mà đến lúc gặp đến mới đi mua được thế đâm nhà các bạn tính nhà không dư đầu nào chính là, mình đang bị mắc vòng cái bẫy gọi là bẫy thu nhập trung bình ấy không thể nào là hơn được sau khi quan mới này thì các bạn thấy không ạ thì mình làm một món thật đó. mình cứ cho là bèo đi đó bèo bọt nhất đi. khách mang đến một ngày mình làm sửa được khoảng 3 bo thôi ba bo mình làm cho thợ đi cứ tính là cho thợ đi thấp nhất là hai trăm rưỡi bo ba bo các bạn đã có bảy trăm rưỡi rồi đúng không mà công việc các bạn nó nhẹ tênh đi đó. sức khỏe mình cứ cho là thu nhập nó cũng như ngày xưa đi nhưng mà cái cái thời gian các bạn dành cho công việc khác nó nhiều hơn, thời gian các bạn nghỉ ngơi nó nhiều hơn, Đó. thay vì các bạn làm cả ngày thì bây giờ các bạn chỉ gọi là làm ít hơn, Đó. làm nửa ngày thôi thì cái thời gian các bạn cũng thoải mái hơn, sức khỏe các bạn sẽ bớt đi rất nhiều, Đó. bớt đi bớt đi nặng nhọc. Đó. Thì đâm ra là các bạn Phải lưu ý khi chọn khi, khi làm nhé, rất nhiều bạn là coi như là mới khởi nghiệp nên là có cái tư tưởng là gì ạ, phải làm rất nhiều nghề. Rồi phải làm được cái nọ. Phải làm được cái kia. Đấy, bởi vì sợ mà. Sợ nên mai. Um, um, ở quê. Vì, lấy đâu làm tivi như vậy. Để mà sửa đâu Cứ phải gọi là. Làm đa năng. Để nên mai về. Có cái. Uh, thu nhập nó đều đều. Nhưng chính khi các bạn. Muốn có thu nhập đều đều như vậy. Thì các bạn không thể nào vượt lên. Không thể nào bứt phá lên. Để thu nhập cao được. Thế thì. Để làm được cái điều đó. Thì các bạn phải học thật tốt. Nghề nào. Nó cũng giàu được các bạn ạ nhưng mà các bạn phải làm tốt kể cả điện cơ nhé. Khi các bạn làm tốt điện cơ rồi, các bạn thuê người về làm thì các bạn mới giàu chứ còn nếu mà các bạn tự làm không giàu đâu. Đấy. trước tiên thì các bạn phải giỏi kỹ thuật cái. Sau đó các bạn muốn làm gì là cái điện tử này của mình thế. Trước tiên là mình phải giỏi kỹ thuật cái. Sau khi giỏi kỹ thuật rồi thì các bạn mới tính cái chuyện mà buôn bán. Buôn bán thêm hoặc là làm cái gì đó thêm. Thì các bạn mới giàu được. Chứ còn nếu mà cứ đọc sửa không thì cũng vẫn là mắc vào thu nhập trung bình. hoặc là trung bình khá thôi. Không thể nào mà giàu được. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình thế thì uh, khi mà các bạn làm chuyên một món thì các bạn đầu tư chuyên một mạng thì cũng rất là ít thôi không nhiều đâu các bạn nghĩ là nhiều thôi ngày xưa mình làm tất cả các mạng ấy, mình đầu tư đồ để sửa điện lạnh này điện tử này điện nhân dụng này mỗi thứ một tí các bạn ạ. nó cũng là hoàng là hoàng nó phải rơi tầm khoảng độ trên 100 trăm trong khi mình đầu tư vào tivi máy móc làm tivi không ấy mình không tính linh kiện nha thì các bạn tính nha nó cũng chỉ tầm trên 100 trăm thôi đâm ra các bạn phải lưu ý cho vấn đề này còn các bạn mà mắc vào cái bẫy thu nhập, thu nhập trung bình, mấy thu nhập thấp là là toang này. Đấy thì đây là cũng là cái bài, một cái bài học mình chia sẻ cho các bạn. Cái này thì thực ra các bạn ra ngoài không ai là chỉ các bạn đâu, người ta cũng việc người nào đấy lo thôi. Thì đây là mình chia sẻ các bạn cái này để các bạn lấy cái có một cái kiến thức để ngày mai ra các bạn chọn một cách làm việc cho nó hiệu quả của mình đây là xong nhé các bạn cần hỏi cái gì nữa các bạn cứ bình luận vào cho mình sẽ trả lời bằng video nhé